Hôm nay công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ hốc gió điều hòa trung tâm cho dòng xe Lexus phiên bản Lexus IS250C. Bộ hốc gió điều hòa trung tâm là sản phẩm chính hãng được công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được sản xuất tại Nhật Bản. Made in Japan theo tiêu chuẩn của Lexus. Chất lượng hoàn thiện vô cùng tinh xảo. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.